Vậy thì chút nó làm xong luôn rồi. Bác sĩ chữa nhiều quá rồi, giờ con chán quá, con không biết làm sao. Tập đi, con xong rồi đây. Rồi. Buồn chán ha. Tức là khi em này bước tới đây thì thấy buồn chán lắm ha, mà gương mặt có vẻ như là không có sự sống vậy, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bác ở đâu bác thấy đúng quá vậy? Đến đây rồi em Minh này mới đến sau. Rồi đến đầu tiên là em Minh tiếp xúc với từ trước. Dạ. Cứ đến đây học sẽ hết bệnh. Mình bác sĩ chữa nhiều quá rồi giờ con chán quá, con không biết làm sao. Cái nói đến đây là chữa hết bệnh, yên tâm. Vậy hả? Vậy bác là người động viên hả? Dạ. Em sao em? Vậy thì chút nó làm xong luôn rồi. Ở đây. Chị chút cũng đã làm xong rồi. Còn căn nhà bên tám chúng ta bán này đưa về chút luôn. Bây giờ chắc đi quay mất nghỉ à? Ngày mai lấy lại. Có ai rồi lấy vợ. Em là họ tên gì? Dạ em là Trần Quân. Rồi em qua Mỹ lúc nào? Dạ em qua Mỹ hồi cái là từ 2002, cuối năm 2002. Cuối năm 2002. Rồi rồi qua đó thì em cũng như sáng em nói thì em học cái nghề làm nail. Vâng ạ. Và em hành nghề đó được bao lâu? Dạ, qua năm đầu tiên là em bắt đầu đi làm nail liền vì cuộc sống lúc đó cần phải trang trải cho gia đình bên đây. Và phải cần kiếm được cắp tóc nên em phải lao vào làm nail. Cái thời gian em làm được khoảng bắt đầu hưu lúc đó em phải lắm, nhưng riêng mà em rất là khỏe mạnh, đúng rồi, 80 mấy ký, từ 8 mấy không bao giờ mà 7 mấy. Thì em làm sáng á, em dậy em uống 2 ly nước và em đi làm tới 4 giờ chiều em mới ăn cơm, khách biết gì rất là đông. Em làm tới 4 giờ không dám buông ra, buông mất con uổng tiền, mất con mất tour, mất đó là vậy. Nhưng có cơ hội là cứ làm ra tiền cứ làm. Em làm khoảng tới năm 45 bắt đầu đó. Hay quá cái vùng này mà em không biết, tại vì nói chung là rất là khỏe mạnh, nó mát sờ luôn. Mùa đông ở bên đó người ta chảy máu mũi, mới người mới qua chảy máu mũi rồi rung tay bị cảm, giống như là gì. Em rất khỏe mạnh, mùa đông em vẫn sexy mặt có mặt cái gì hết, ở nhà chỉ cho mình ngủ thôi, rất là khỏe. Thôi bắt đầu 48 bắt đầu có triệu chứng, bắt đầu này chưa em làm không được nữa, bắt đầu nó có những cái em đi bác sĩ khác. Thì bác sĩ mới có nói với em là em là nghề gì, thì em nói là em làm nghề nail. Thì bác sĩ nói có thể stop right now, ngừng lại, không có làm được nữa. Và cái gì lúc đó cũng rất là mê quá, cố gắng không nghe lời bác sĩ, cứ làm tiếp tục, năm sau tái phát lại. Thì dần như vậy đó, nói chung là kéo dài cho tới năm 48 tuổi. Bắt đầu là không thể làm được nữa. Bắt đầu nó xuống lan tới này. Và lúc đó em không cắt bảo hiểm mà em không mua bảo hiểm. Nên đau quá em chịu nói em về Việt Nam với chị. Em cứ nghĩ là em về Việt Nam. Em nói chung là lúc đó bên đó đau quá em. Lúc đó thời điểm là đau nặng rồi. Em nói là không có thể còn máy bay về nổi tới bên đây. Thì em mới nói là thật sự lúc đó bây giờ em không còn cái ông bác sĩ Mỹ ông có nói với em á là mày có tin về, tại ông điều trị cho em rất là lâu và ông thấy em nó không ổn nữa và bị stress nữa, thành ra lúc em quăng nghe nó ông có nói em là mày có tin về people, có tin về Phật không, nói dạ tin, nói có thể mày không biết cho Kersey mày trở về Việt Nam đi, nơi đó có thể là sẽ giúp đỡ cho mày về vấn đề tâm linh thì đỡ hơn. Thì để bác sĩ chạy rồi đó. Dạ. Vì em mới thật sự lúc đó bác sĩ chạy rồi.
thì em mới có nguyện. Thì lúc đó em tin vào Phật pháp, em nguyện nếu thật sự có chết thì cho con về Việt Nam, con chết. Tại vì em thấy đó người Việt chết thê thảm, cái người bạn được mang về Việt Nam, cái thằng chí là nó sợ lắm. Em nguyện nhận, em biết chuyện rằng về Việt Nam, ok, chết cũng được, được về này, được về nhà, về quê. Thật sự cũng sợ nữa, sợ làm tiền nhiều quá để bển. Em sợ chuyến em đây lo đuổi và chuyến được hết rồi, thì đây họ bỏ hết tài sản, không cần nữa. Nên em nhắc lại câu hồi sáng, em xin lỗi thầy, anh nói là nếu em hết bệnh em sẽ có bằng. Là tại sao em học cái nghề này luôn, em học cái nghề này, học cái này, tại vì dạ bây giờ đối với em á, hồi đó giờ em tô bọc cái vỏ bên ngoài, cái cây mà nó mục ở trong, cái rô tô ở ngoài mục trong. Giờ bây giờ này, dạ bây giờ hôm giờ em về còn may quá, em giặt nhà có máy giặt, nhưng hôm em thử có những cái quần em không thể bỏ vô máy giặt được, em rất là kỹ. Thành ra em giặt đúng 12 cái quần jean sáng này còn treo á, 8 cái áo, một cái mền em nhồi bằng tay, thật sự giặt khô thì em bỏ vô máy giặt. Em giặt qua, em sau khi được thầy làm cho một lần ở lớp á, vâng, thì em về em bắt đầu cử động được cái tay nha và em giặt. Vâng, em thử không đeo, có đai nhưng em không đeo đai luôn. Em không đeo, em chạy tăng nặng dần cái trang thử sao thầy. Em nói thầy đừng chửi em, tại em nói ông thầy còn ở đây, mai mất gì chở đợi ông thầy làm nữa. Thầy làm cho một lần. Nhưng mà trước đó đó, trước đó là trước khi mà em giặt quần rồi giặt mền rồi đó, thì trước đó là cái tay chân của em là đau nhất. Dạ một tháng mấy là em không gớ nổi, tại vì em ở đây nó không có máy sấy, mà giặt đồ phải vũ nó ra mới thẳng mới phơi. Đúng rồi. Cái tay của em với lại vệ sinh gì làm không nổi nữa, em nói thật. Em nói thật. Hôm chị em mới la, mỗi lần em về chị ơi cởi phụ giùm em cái áo nè. Hôm nay chị em là cởi áo không được. Cậu ơi không sao vậy? Chị ơi ông thầy gớ vô em rồi, tối nay em làm thử thì sao. Em nhậu em phơi lên em vũ, mà thật sự là bỏ vô máy giặt chứ không có giặt. Em giặt em bắt xong rồi em vũ em phơi đúng 12 cái quần, gần 25 cái áo và quần, gần 25 cái mền nữa. Anh đang chị em ngày nay có nắng đây mà phơi, em thử hôm nay nữa, em thử thật sự là có. Nãy đúng không, em chạy xe em loạn thử, em mê motorcycle rồi, em thích mô tô lắm. Thì cô bây giờ phải đi xe quần chống nổi cái bữa. Bắt đầu ngày mai em lấy mô tô em đi lại. Em lên cái dốc, nhà em đi sợ. Em lên dốc này, tới cửa con ngay cho dịnh chiếc xe cho cậu. Mấy chị chạy, chắc không nổi. Bữa nay bắt đầu em thử lại. Nhưng em nói thiệt, thế là ném em đi walk out lại. Mình tập gym lại. Ok. Thôi có lẽ là chút xíu tôi muốn nói là cái quy trình để chữa lại cho em này á, để cho mọi người hiểu là thực ra là em này qua bên nó làm việc nhưng mà hăng hái quá, nhưng mà cái cơ thể em á là dễ hấp thu đối với cái chì, mà tất cả những cái đồ dùng ở trong cái hóa chất đồ các làm trong cái nail á thì chì rất là nhiều, cho nên nó là những cái người mà làm cái việc mà làm nail á là một cái nghề mà ở xứ Mỹ á, không ai chịu làm nó, ngoại trừ người Việt Nam mình vì có cần tiền phải làm cái điều đó. Cho nên là rất là nhiều người đã là được tiền nhưng mà hy sinh cái cơ thể của mình á, mấy cái sức khỏe của mình để mà có cái đồng tiền. Cho nên đồng tiền để mà lấy được ở nước ngoài rất là đau đớn, không có phải là chuyện mà mọi người cứ tưởng là như là lộn ngoài đường mà có tiền xài đâu. Thì phải thôi, đôi khi phải đánh đổi cả cái tánh mạng mình cho cái việc làm nail ở bên đó nữa. Bởi vì người làm nail rồi đó là cái chuyện mà có con cũng đã khó rồi, nó bị nó nhiễm cái độc chì, mà riêng em này á cái cơ thể hấp thu cái chì rất là mạnh, cho nên em đã bị nhiễm độc. Vì cái nhiễm độc chì đó
mà nó làm cho tổn thương hết những cái vùng cột sống cổ cột, rồi cả cơ thể đó. Mà bây giờ dùng thuốc mà để giải cái nhiễm độc trị em này á, thì phải nhìn nhận một cách là thực tế là chưa làm được, bác sĩ cũng làm không được, và nó nhiễm vô là không xong được. Nhưng mà khi mà đến với đây á, thì mọi người sẽ thấy một yên tâm rằng á, là bây giờ em này ban đầu là chỉ mới đây thôi, nhưng mà một năm sau coi mọi người thấy đẹp dai liền, thấy không? Mọi người thấy như gương mặt của em này vẫn là gương mặt của một người bị nhiễm độc trị. Và tôi hỏi thật em, mấy hôm nay em có chùm đá không? Dạ em chùm được 3. À, được rồi, vì chỉ cần chùm đá được là giải độc được cái nhiễm độc trì rồi. À, còn những cái di chứng mà xung quanh đó ta giải quyết một cách dễ dàng, đồng ý không? Rồi bây giờ em cầm ghế lên ngồi làm cho em này vài chiêu. À, ngồi vài chiêu rồi em lấy ghế đi, em ngồi đối diện rồi mấy cái chiêu sau là thầy sử dụng ha. Rồi mọi người sẽ thấy là hôm qua là em Minh á, hai người ăn em ngồi, em ngồi qua đây tí không có Minh ngồi qua ngồi đó, rồi em ngồi đây, em ngồi bên đây đó, không đây đó, rồi được rồi. Rồi và mọi người biết là hôm qua em này nó cởi áo không được ha, mọi người thấy, có thấy không? Hôm qua là cởi áo rất là khó khăn, bây giờ thôi giờ em cởi áo đi, giờ cởi áo thử coi. À, mọi người gắm nghía lên chút xíu về làm sao mấy tháng nay nó chạy, kệ nó chạy, kệ nó về, cũng đẹp trai lắm. Đấy, mọi người thấy không, bây giờ cởi áo một cách dễ dàng không? Nha. Nhưng mà giờ là hồi nãy giờ thôi ta, em đã hoạt động nhiều rồi, bây giờ em chỉ bơm máu lên tay giùm tôi đi, cái bài bơm máu hôm qua đó. À, rồi bơm máu hai tay hết cho tôi. Ok, bắt đầu làm đi. Em lấy cái bóng của em này. Và mọi người biết là trong cái điều trị á, của cái chứng này á, ha, thì chúng ta là cái bơm máu rồi em bơm máu lên tay đi. Đó, rồi em bơm máu rồi mọi người nhìn cái cách mà bơm máu lên vai tay. Tức là em này á, là cái vai á, là nó cử động rất là khó khăn. Do đó là mạch máu á, mình sẽ chặn cái mạch máu gần cái động mạch cổ, mọi người thấy chưa? Và một mặt á, là em này tác động lên cái tĩnh mạch máu ở tĩnh mạch ở ngay chỗ cái giữa cơ ngực và cái cơ delta, và đồng thời là tác động cái mạch máu ở phía quầy sau cánh tay để đẩy máu đưa lên. Khi ta chặn cái bóng á, ở cái ngay nách á, là để cho máu không xuống dưới tay được. Và khi chặn cái mạch máu ở ngay vai á, gần động mạch cổ á, để cho máu nó không có lên trên đầu được. Do đó là máu nó sẽ là những cái mạch máu nhỏ nó sẽ nảy nở ra, rồi nó hồng cầu là nó đi đến, và oxy nó cũng sẽ bơm đến những cái chỗ nhỏ nhất ở trong cái cánh tay. Và sau khi em này mà bơm máu xong hết cái tay này xong thì em chuyển qua kia. Đấy, bơm thật kỹ rồi ha. Rồi đây là cái cách mà để bơm máu vô cái cánh tay. Rồi, em bắt đầu bơm máu bên cái tay bên đây. Được kẹp được. Được quá chứ.
Ờ, mọi người cho mượn cái đũa đi. Đây, đây, đây. Rồi, đũa đây, đũa em này. Rồi. Rồi, mọi người sao khi thấy là bơm máu xong rồi. Bây giờ bỏ cái... Rồi, tôi sẽ cho mọi người xem cái cách mà chúng ta sẽ tác động lên cái vai. Em đứng dậy được rồi. Đây, chúng ta sẽ làm cái cách cho tác động lên cái vai. Em bù vào đây tí xíu. Đó. Vậy là cái cách tác động lên cái tay. Tại vì cái tay em này nó thao cái vai và nó không có dở lên được. Thì khi bên đây nhiều ha. Rồi bên đây ok. Cái xử là xử bên đây đúng không? Bên đây nhiều hơn, thấy không? Nó dính bi vậy đúng không? Mà giờ muốn là muốn bên đây đúng không? Rồi, thì ở đây á, là chúng ta sẽ thấy là cái giữa điểm giữa cái cơ ngực và cơ delta ha. Thì cái địa điểm này á, rất là đơn giản, là chúng ta lấy cái đũa đó, chúng ta sẽ tìm cái địa điểm để bật nè. Mọi người sẽ đến đây mình để đi tìm cái chỗ đấy, thấy chưa, thấy không? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đẩy nè. 1 2 à, ngồi xuống đi mọi người, đến đây đi. 3 nghe bật không? 4 5 6 7 8 9 10. Bên đây là bớt căng rồi ha. À, bên đây khá rồi ha. Rồi và ta bật kia nè, mọi người thấy không, khi bật nó rung hết mấy cái cơ ở đây ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm tiếp cái điểm ở bên đây ha. Đây nó nằm ở dưới đây ha. Đây lên đây, 1 2 3 và mọi người sẽ thấy nó rung bật lên tới đây, nó căng lên tới đây. 4 nè 5 nè 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bên đây là ok lắm rồi. Bây giờ em xây tay lên coi thế nào rồi. Dạ lên. Em bán xà được nha. Ờ. Thấy nó thoải mái liền nè. Rồi. Bây giờ sau đó chúng ta sẽ tìm tiếp một cái điểm nữa. Mọi người nhìn đây nha. Thấy chưa? Em có nghe không? Đây nè. Nè. Đây. Tôi lại tiếp tục. Phải tìm được cái chỗ địa điểm để chúng ta bật. Nè. Và cái này là chúng ta làm tay là rất là khó. Tại vì vô sâu cũng được. Đây nè. Rồi. Bây giờ tôi tìm ở bên sau này, em quay ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ đi tìm cái chỗ điểm gần để bật. Nè, bữa nay nó tốt quá rồi hả? Đây là còn chút xíu thôi. Rồi, bây giờ làm sao? Với cái cầu nó bị từ cái này cái nó xuống dưới đây luôn. Biết rồi, biết rồi. Được, thì chỉ rồi bây giờ em dơ, bây giờ em cử động lại tay quên hết đào nhà luôn chị. Em làm giống như thường là em tập gym. Rồi làm tí cứ làm đi. Được rồi ha. Yeah, ok. Ok rồi ha. Yeah. Còn cái tay bên kia thì không có vấn đề gì. Dạ yeah, tay bên nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Còn không có gì, ông với ông nào lụi cái dơ không lên. Cái bộ đó. Đấy là cái mới đỡ lại. Bây giờ còn chút nào nữa không? Có mà em quan trọng là giống như là em cứ mong là nó bình. Em sẽ cố gắng chạy xe hàng ngày xuống tới cái này. Em học để bước mời vậy thôi. Rồi. Rồi mọi người sẽ coi bắt đầu mình chỉnh tới ngũ bội tâm tinh. Nghe chưa? Mày đó nghe nha thầy. Thầy bật mạnh nghe. Nó không đau. Nó không nhé. Nó đau nhưng mà nó không có đau mà cái gần cũng tự giận á. Nếu nó bệnh á. Không mà nó chịu nghe. Cái điện giật sao á, nó y vậy á. Ừ. Điện giật cái văng ra liền mà hết, còn này nó giật hoài vậy á. Chứ nó đau khó tả lắm. Nó đau giống như lụi cắt gì trong đó mà nó đau giống như
thì cũng phải giang hồ kém cái không đào mà nó đào dữ lắm. Rồi bây giờ sau khi mình làm xong á, bây giờ mình mà bật lại mấy cái gần này cho nó ok chút xíu ha. Rồi tay kia. Sướng nha, có thằng chữa bệnh sướng. Và mọi người nhớ là hai cái cánh tay mình và hai cái chân mình đều bị phụ thuộc bởi cái cột sống cổ, sống lưng hết. Cho nên á, khi tay mình yếu hay là cái gì gì á, là tất cả đều dính dáng cái đó hết. À, cho nên chúng ta là chút xíu chúng ta sẽ làm một cái động tác nữa là ép chân á, ép chân ha, và quay chân ha. Thì mình thấy cái động tác đó, nó không có dính dáng gì hết á. Nhưng mà khi mà chúng ta ép chân và quay chân thì tự động á là cái cột sống á nó điều chỉnh á, thì nó điều chỉnh luôn cả tay chân luôn ha. Ok rồi. Rồi, bây giờ là em cử động lại tay lần nữa coi. Bây giờ coi khác chưa? Hai tay. Giờ cứ tự thoải mái thôi. Sau khi bấm gọi tâm linh xong thì thấy cái tay nó khác liền hả? Mấy em gì em tập lại được. Ôi trời. Rồi, bây giờ em lấy cho cái Vâng, để cho cái của mọi người cho em được. Rồi em dơ hai chân lên đi. Đưa mang cáo lên. Rồi để đây dừng lên, không sao, không có gì lên đây thì có gì đâu. Đây, không sao, đưa đây. À, chúng ta là sẽ chỉnh luôn cái ngũ bội tâm tinh chân của em này ha. Để cho điều chỉnh cái này, khi điều chỉnh này là điều chỉnh luôn cả cái cột sống cổ, cột sống lưng ha. Rồi bây giờ em coi chân lên chút, coi chân cái lên chút đó. Rồi em mềm chân lại nha, đừng gồng. Rồi cho tôi dễ làm chút xíu hai ha. Rồi mọi người sẽ coi tôi chỉnh cái cột sống lưng bằng cái ngũ bội tâm tinh chân. À, và khi mà chỉnh cái ngũ bội tâm tinh chân xong rồi á thì mọi người sẽ thấy cái cột sống lưng, cột sống cổ em này nó ok rồi hết. Thật ra là xưa mình thấy tại sao mà lịch ba bấm á, ba chỉ bấm có ngũ bội tâm tinh thôi mà ba giải quyết bao nhiêu cái bệnh là lý do như vậy. À. Mi đen em cho cái bật ngửa. Bây giờ giờ nó lấn em bật ngửa. Mi đen vô tiệm mà làm trong chuyện cái tiền này đóng cửa lại em cho. Rồi bây giờ cho em nằm xuống đi, lấy cái đầu lót. Rồi lấy cái chiếu để ra nằm xuống. Rồi nằm xuống. Cái đầu qua đây. Có cái chiếu kia đâu? Cho các anh Tiến nằm. Nằm xuống đi, mệt. Rồi cái lấy cái ngồi. Lấy cái áo, okay. Rồi, lấy cái đầu qua đây, Rồi. Được rồi, cứ đâu, cứ nằm đi. Rồi, nằm ngửa. Em bắt đầu, em ép chân cho thầy đi. Và mọi người nhớ đó, là cái ép chân cực kỳ quan trọng. Và khi ép chân đó, thì mọi người sẽ thấy rằng là thứ nhất là mình bỏ cái bóng vô cái khoang chân à. Và khi ép chân xuống đó, thì khi mà ép chân xuống đó, thì em này sẽ cùng phụ đây nè, ép xuống rồi em thở ra và em kéo lại phụ đó rồi để xuống hít vào
À, rồi. Có bóng chưa? Một. Không có một thì đừng chơi. À. Rồi. Để mà ép xuống thì thở ra, còn thể đưa ra thì hít vào. À, rồi. Và ta làm đủ 10 cái. Em đủ rồi cái đổi chân kia nha. Rồi. Cái chân này em duỗi lên. Nó có chân này duỗi là đó. Rồi. Rồi. Phụ tay, phụ tay là đó rồi. Đừng ép mạnh quá để cho vừa thở cháu. Đó. Chị mọi người tránh ra dùng, tránh ra dùng nên nói là tránh ra dùng. Chưa bao nhiêu cái rồi? Đây rồi. Ba. Cái này dễ quá vậy. Đang em coi trong này có thể tặng tặng. À. Và khi mình ép chân ấy, thì nó tự động nó sẽ khóa cái khuyêu chân, nó khóa cái vùng bẹn, cho nên là máu nó bị chặn lại. Và khi ta xả ra thì máu giống như cái bơm ấy, nó phun ra và nó đưa vào trong cái cột sống cổ cũng như cột sống lưng. Thôi cho nằm sấp đi. Rồi, bây giờ tôi nằm sấp đi. Nằm sấp. Nằm sấp xong tôi dùng mà cái khóa. Cái dùi đó. Cái dùi á. Ừ. Cái bệnh quá. Rồi. Cái dùi đó. Cái dùi nãy. Rồi, cái khóa nhị môn đâu? Khóa nhị môn lấy ra luôn. Rồi, bây giờ ta khóa cái gì môn. Rồi bây giờ em kéo chân lên. Đó, rồi. Rồi bắt đầu em xoay. Một tay cầm cái khóa gì môn, một tay xoay đó. Đúng rồi đó. Bắt đầu em qua xoay chân được rồi. Rồi xoay đi, xoay từ ở trong ra ngoài đó. Rồi cái tay cho đều, đều. Là nhớ trong lúc mà mình là xoay chân thì mình vẫn khóa nhị môn.
rồi năm vòng đầu tiên ấy thì mình xoay cho tròn đều cái chân, nhưng mà năm cái sau á mình vừa xoay mà vừa ép chân xuống. Rồi đó, đúng rồi, đúng rồi, bắt đầu xoay qua cái vòng bên kia. Rồi ép chân vô. Đánh xuống. Rồi bắt đầu mới làm bên chân bên kia. Quay bên kia. Rồi em qua bên này. Bên này tấn qua cho. Cho nên là dẻo em không cần làm hết đâu. Em xây luôn đi. Dẻo em không cần đâu. Rồi xây vô trong đó. Vậy đó. Rồi bây giờ em ra đứng quầy, em đi đứng quầy quầy xa, em ép hai chân cùng một lúc. Rồi hai đầu gối chập lại. Rồi ép xuống em. Rồi đúng rồi, đúng bài bản rồi, quá tốt. Rồi bây giờ em có thể đứng lên được rồi đó. Rồi bây giờ em ngồi xuống đứng dậy đi, đứng ở đây đứng yên rồi mà ngồi xuống đứng dậy thoải mái đi. Giống muốn bài tập mà em tập đi đúng không? Đúng rồi, cứ làm thoải mái. Rồi dễ chịu ha. Rồi bây giờ em mọi người thấy nãy giờ mình tác động ha, nhưng mà mọi người có chú ý một cái là em nói cái giọng rất là khựng. Phải không? Rồi, Phan, em cứ để yên đó nha. Em cầm dùm tôi đây. Thì mọi người cứ thấy cái giọng của em á, thì tại vì á, là nó có một cái vấn đề ở cuộc sống, cho nên á, chúng ta sẽ tác động lên cái vùng mà nó gọi là hành não. Thì mọi người sẽ thấy rằng sau khi tôi tác động xong thì cái giọng nói của em nó khác liền. Mọi người thấy chưa? Thấy cái cách làm chưa? À, tôi dỗ cái ngày cuộc sống cổ, nhưng mà tôi cái đầu ba ngón tay là tôi tác động vô hành thủy này. Thấy chưa? À, và khi tác động vô xong tôi sẽ ấn vào đây. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Ở đây nó cũng ảnh hưởng tới cái giọng nói của mình. Ha. Và bây giờ em quay trở lại. Quay lại tôi đi. Rồi bây giờ bắt đầu phát biểu mà em nói thật là thoải mái luôn. Ok, bây giờ em cảm giác sao rồi? Dạ, em muốn anh hôn thầy ngay. Được rồi, được rồi. Cái gì các chị đây ta động viên em nghe đâu. À thôi tôi cho hôn cái. Rồi. Mừng quá. Rồi bây giờ phát biểu được rồi, về cảm tưởng sao này? Thật sự
sư mà nói thì sư là cái điều đến quá bất ngờ. Thật sự là em đi nhiều nơi lắm rồi, về bên đây em đã dốc hết rồi. Thật sự ngày hôm qua đó, cái đồng ngày hôm qua một tuần mức cái 500 đô em đi xuống đây đổi ra ngày qua còn đúng 300. Ngày cuối cùng từng hên gặp thầy là nói chung là cũng mua dụng cụ, mua này kia, cái niềm hy vọng cuối cùng của anh là hôm á, mỗi lần bấm vô gặp cô Yến, cô Yến đụng vô một cái nó giống như ma vậy, vậy giống như ma. Ngày là viện em á, nó là mà giống cô Yến cái gì cạch cạch ngược nhẹ như bông bóng mà nay em nói luôn, em về em nói chị ơi cô giáo giống như ma vậy. Nhưng cô ta không chết mà cô giáo để vô mà không có mặt cô ta không có gì á, cái gì cạch 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 ngược em giống như hồi em 18 tuổi vậy đó. Mà em về em nói cô giáo không làm hết luôn, mà em học hết khóa học tình gian đi về thấy cái em mệt là chị cái này chắc cô giáo cầu lai quá. Ừ, thế thì năng nỉ thầy Kiên, thầy Kiên đụng vô em cũng về em khoe chị em. Nói chị ơi hôm nay thầy Kiên đụng vô cho em. Nói sao em không ngờ được, được thầy đụng vô. Em nói thôi em nhớ lời cái lời sư phụ em có như em có đường cuối cùng của em về đây em quy y luôn rồi. Thật sự nói em nói là hết rồi, thật sự hết rồi. Nên em bước ra thật sự là em về tìm người giải thoát cho mình. Thì nhà cửa đất đai rồi tiền bạc mấy năm làm, giờ em sắp đặt hết cái nguyện mật là chỉ có chị em biết là khi nào nằm xuống là cái chút đó sẽ xé ra. Mà em nói là em thật sự em kiên trì lắm, em chỉ nói với con bệnh là em nói không thể chị em mà giật tao được, mày cứ hành hạ tao hoài không để mà giật tao đâu. Em nói là thật sự là em cứ gom thuốc ngủ, em cứ ngủ để em phòng. Ok, đủ liều là em đóng cửa em quất liền, không để hành nữa. Thử ra. Bây giờ cảm tưởng em nghĩ bây giờ sao rồi? Cảm tưởng bây giờ thấy sao rồi? Có còn là muốn tự tử nữa không? Muốn hay gì nữa không? Thật sự em đến nói cái này, hôm giờ em về em nghiệm cho thử. Em nói á, em gặp ông tiến sĩ này em sẽ gặp được, tại vì em Yến có tiền mà. Không giàu bằng ai nhưng em đủ khả năng. Em gặp bà tiến sĩ này ok em sẽ gặp được, em không dám nói tên ra cái đường đó là đường tế nhị, và em đã gặp biết bao nhiêu vậy rồi. Thật sự khi mà cái người mà mình không hy vọng gặp được, không bao giờ đụng được thì lại được, thì em nhớ là cái câu thầy em nói đủ duyên sẽ gặp, đủ duyên sẽ thấy, chứ bây giờ không biết sao hết. Thật sự hôm giờ em nghiệm ra câu đúng là đủ duyên. Thì em thầy nhá. Đủ duyên. Rồi bây giờ cảm tưởng sao? Sau khi được gặp thầy rồi. Mà thầy đọc tay vào rồi. Em nghĩ hơi sao thật sự là... Cảm ơn thầy đi. Cảm ơn thầy. Nói tiếng cảm ơn không đủ. Thật sự nó không đủ. Đổi ơn thầy. Thì em không nói nhiều, thì em nói là nếu sức khỏe còn và những ngày còn lại em sẽ tiếp tục học của thầy để giúp lại thế gian này. Chứ bây giờ nói một lời cảm ơn với thầy rồi. Ok rồi, cảm ơn em. Rồi 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 rồi, hy vọng là sau này khi em về bên đó em sẽ giúp bà con ở bên vùng bên đó ha. Bà con mình xa xứ nhiều lắm và cũng bệnh tật nhiều. Vâng, em đây em học cô.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.